Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 thuộc xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Sau kỳ nghỉ Tết, lượng người và phương tiện, đặc biệt là các xe con, xe khách đi qua chốt kiểm soát phòng dịch tăng vọt. Theo quy định, mọi hành khách qua điểm chốt đều phải khai báo y tế, đo thân nhiệt. Nếu phát hiện trường hợp nào không có giấy tờ tùy thân, thì lực lượng chức năng sẽ từ chối không cho vào địa bàn tỉnh. Mà đến chỗ các trạm kiểm dịch của hành khách, chúng tôi đều mang giấy tờ của danh sách hành khách xuống và số điện thoại của hành khách và những thứ thiết yếu cho những chốt kiểm dịch đầy đủ, không thiếu cái gì ạ. Để siết chặt kiểm soát dịch trong khi vẫn đảm bảo lưu thông an toàn, những ngày qua, lực lượng cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng đã phải tăng cường nhân lực, chia làm 3 ca, trực 24/24 để làm nhiệm vụ. Anh em chúng tôi sẽ vẫn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đảm bảo tốt cái tình hình trật tự an toàn giao thông tại trạm và cố gắng kiểm soát trong cái thời gian nhanh nhất để giúp các phương tiện di chuyển không những phải đợi lâu kê khai xong và giải thoát cho nhanh, đi nhanh để tránh ùn tắc giao thông. Tại khu vực khai báo thông tin, các phương tiện xe con và xe khách cũng được phân loại để kiểm tra riêng. Nhìn chung, các phương tiện hành khách đi vào địa bàn tỉnh Sơn La đều tuân thủ và chấp hành các chỉ dẫn của Bộ Y tế. Khi vào đến địa bàn của tỉnh Sơn La thì làm sao đó đảm bảo thứ nhất là sức khỏe, cái thứ hai là cái việc mà bà con khai báo về y tế đi từ đâu đến đâu và cụ thể là bà con có liên quan đến cái vùng dịch hay không, là chúng tôi kiểm soát tốt việc đó để làm sao đó mà tất cả trường hợp mà có nghi ngờ hoặc là có liên quan đến vùng dịch là chúng tôi sẽ cố gắng kiểm soát để làm sao đó đảm bảo được vấn đề phòng chống dịch COVID. Hiện tại, tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước đang diễn biến hết sức phức tạp. Các chốt kiểm soát COVID-19 trên địa bàn tỉnh cần phát huy tinh thần, trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ của những người gác cổng, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 để phát hiện kịp thời các trường hợp có yếu tố dịch để có biện pháp xử lý theo quy định.